Đầu tiên thì cảm ơn em rất nhiều nhé. Đây sẽ là 5 chuỗi sản phẩm cực kỳ nóng trong chiều ngày hôm nay. Hà Nội thì đang hạ nhiệt nhưng không, trên stream của Quang thì vẫn đang rất là nóng. Nói nãy giờ chào anh em ạ, là đau hết cả mồm ra. Hello mọi người nhá. Ngại quá. Trưa nay chúng ta sẽ test đầu tiên là nick bạn Xuân Thiện nha. Sau đó nick bạn Tèo ABP, dạo này rất là đen. Thì hôm nay không biết là hôm nay là khi mở cái gói ATC này thì còn đen nữa không, thì mình thực sự mình rất là khó để nói. Hello Thiện nha, ok, mở. Đầu tiên đó là cái tên Pháp à? Ô, Petit luôn à? Á đồ, gói 83 mà còn ra Petit thì gói 10 ra cái gì đây? Đầu tiên đã đỏ đắn rồi. Rồi chúng ta sẽ đến với gói 88. Nhanh thế nhở? Một click mất một góc rồi. Rồi đây là GR thì không thể tính được. Rồi mu nín. Các bạn biết giờ này mình khá là bận cho nên là clip mình còn chưa ra được, nhưng mà hôm nay chắc chắn có clip chuỗi sản phẩm rồi. Hôm nay nhớ anh quá, trời ơi, kinh. Mở. Linh tinh. Pháp, đó là Nesta. 176 triệu Nesta thì xuống rồi. Pháp á? À nói nhầm à? Khổ nhầm ý, trời ơi. Các bạn ơi, mới ngủ dậy. Cái thể hình của Nesta này nó rất là to, nhìn người nó rất là đầm luôn. Nhưng mà Nesta nó cảm giác nó vẫn có một cái gì nó hãm hãm các bạn ạ. Vẫn chưa phải là một mùa giải bùng nổ của Nesta. Kể cả trong FIFA Online 3 ấy, thì Nesta cũng không được gọi là thích hợp lắm so với gameplay. Vẫn đang đợi một cái ngày nào đấy Nesta comeback nha. Mở. Đó là Frank Lampard. 605 triệu. Mở. Đây là Gerrard rồi. Bộ đôi của tuyển Anh. Closer vẫn không thể ra được luôn. A few moments later. Giàu cái gì trời ơi. Bây giờ các bạn, bây giờ phải hiểu là mấy hôm nay bạn ấy gửi kèo khá là đen. Mà chẳng nhẽ có cái thiếu tí không ủng hộ cho bạn ấy được thì mặt mũi đâu nữa. Không sao đâu mà. Rồi ok, đầu tiên thì cảm ơn em rất nhiều nhá. Đây sẽ là 5 chuỗi sản phẩm cực kỳ nóng trong chiều ngày hôm nay. Hà Nội thì đang hạ nhiệt nhưng không, trên stream của Quang thì vẫn đang rất là nóng. Và hãy cùng đợi xem 5 gói chuỗi sản phẩm này ra những gì nhá. Đi cậu mẹ cái thằng Phan Quân ấy, lại xuyên tạc rồi đấy. Ôi. À, Jose à? Jose bao nhiêu? À, McElroy. Sao mình cứ nhầm McElroy, Jose ấy nhỉ? Hôm trước vừa mở các bạn ấy McElroy xong. McElroy khá là ngon anh em ơi. Có lẽ là mình sẽ mua McElroy về đá cánh cho nó hợp lý. Rồi đúng là 83. Cái đéo gì đấy? Đùa. Trời ơi, thủ môn đây là Zohat. 86 triệu. Ui, sao Zohat vẫn đắt vậy? TCG là 88. Mở. Wow. Số 10. Trời ơi, cụ Eusebio luôn anh em ạ. Mình bảo số 10 nước bò, mình cứ bảo hình như chưa mở bao giờ. Đây mới là lần đầu tiên anh em ạ. Gói 88 là ngay cụ Eusebio đấy. Các bạn thấy không, lộc 50k của Quang nó phải thế đấy. Mở. Trời ơi, mượt cứt thì thôi rồi, vâng, tiếp tục chạy. Đó là Tony Martial.
ơi. Tiếp nào. Mở. Xe đạp. Đéo gì đây? Lục lá thế nhỉ? Eo 88 mà cứ như top 10 ấy không ạ? 88 mà cứ như là top 10 vậy. Ôi anh em cứ bình tĩnh. Các bạn cứ bình tĩnh. Còn chạy nữa cơ. The Line. Ôi để lại một gói đi. Chúng ta mở 92 để lại một gói 88 tí cho nó bất ngờ nha. Mở. Quá hợp lý luôn rồi. Ôi ấn nhầm à. Wayne Rooney. Ấn nhầm. Con gì mình chưa mở ra nữa. Johan Roy mở rồi, Eusebio mở rồi. Hình như mở hết rồi anh em ạ. Manini à? Ôi bài này hay đấy. Mở. Zera đúng không? Không phải Zera rồi. Đó là Franco Baresi. Franco Baresi thì hơi tù. Mở. Vâng, đây là Firmino. Á, à, đi, mẹ. Mata. Chết, ngại quá. Ngại quá. Mở. Số 9, Hà Lan, đó là Marco Van Basten. Van Basten 361 triệu. Bây giờ chung giờ xuống giá thôi nhưng mà cảm giác nó vẫn kiểu đắt đỏ nha. Mở. Đây mới là Sergio Ramos này. Hôm nọ mày đọc mẹ nhầm Pique không ạ? Đeo kính anh ơi à? Ok luôn. Sergio Ramos và ôi mẹ Dani Carvajal à. Đấy hiểu sao Carvajal. Hai ông mẹ đá cạnh nhau luôn. Rồi ok. Mở. Đây là Frank Lampard. Ừ vẫn như cái lượt trước nhỉ. Frank Lampard 10 gói cơ anh em ạ. 10 gói cứ vậy mà mở thôi. Nào chuẩn bị nào. Chơi. Ibra à. Số 10 đó là Eusebio. Có Eusebio rồi nhưng mà giá trị 700 à. Không ăn được Icon đâu. Icon là cả cái gì đấy. Đây là Seedorf rồi. Nope. À đây đi. Mẹ Ronaldinho. Cay thế nhỉ. Nhầm. Sao mình cứ nhầm nhỉ. Đi Trung Quốc thì là 24 nha anh em. Ôi. Bỏ kính đi lại đen rồi á. Lại Eusebio. Tiếp này. Đây là Pion rồi. Đùa. Nãy giờ cứ sao ấy nhỉ. Số 10 lại Ronaldinho à. Mở. Ố lâu giờ à. Đúng không. Lấy một con thôi anh em ạ. Lấy một con thôi. Trông kiểu mặt hiền hiền nhỉ. Ô thế mà lương 8 đấy. Các bạn biết không? Bỏ tận một pack top 10 lấy closer. Nó rất là hiếm luôn đấy. Mở. Mẹ cho Ryan Giggs vào Ryan Giggs luôn. Sợ nhỉ. Khó top 1 thế. Mở. Ê à đây Paulo Maldini. Các bạn ơi mở một đống với là Paulo luôn đấy. Ronaldo còn chưa có luôn. Mùa này giống CC á.
mùa này giống kiểu U10, giống U10, U6 ấy. Mà phát cuối là ai đây? Rank Rô nào? Không có Rô rồi. Vâng, đó lại là Lampard. Đó lại là Lampard rồi. Như thế là 9, 10 gói ra một closer, một con Ramos này á. CB. Giống nhau nhỉ? Mẹ, mẹ sao chép chỉ số của nhau à? Bây giờ mở chuỗi không bán được. Ui chà, 25 triệu. Cả 3. Mở. Nguyên cơ nào mà lại mua nhà với Thanh Trì nó rẻ. Nó rẻ chuyện Ngọc Trân nữa. Mở. Ui, mẹ đang chuỗi. Đỏ Lương Lê Mai này. CB Fazio. Ôi dồi ôi. Dồi ôi, 88 là Fazio. 88 là ra thì ăn nhau là mấy cái này cơ. Số 10 Việt Anh. Zeminer à? À Ponsco. Ponsco cũng 300. Được mà. Ponsco đã ngon phết. AI khôn mà hơi chậm. Đúng rồi. Mà top 10 số áo này là Lampard rồi. Ui giời mẹ, cả ba nick mở con đầu tiên đều là Lampard nhỉ. Nhớ hiểu luôn. Gói Lampard chỉ định tỷ 650. Thực ra chuỗi cũng lãi mà. Quan trọng có bán được không, chứ còn rõ ràng là gói nó ngon mà.